Hơn 5 năm qua, ngôi nhà này đã trở thành lớp học của hàng trăm trẻ em làng Con Cờ Tu, xã Đắc Sơ Qua, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Lớp học do vợ chồng anh A Câm, 30 tuổi, và chị Y Thoan, 27 tuổi, mở ra, sau khi hai người tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng không xin được việc. Câm liền mở lớp dạy miễn phí và tìm cách vận động trẻ đi học. Về cái thời gian mà mở thì em mở là tầm năm 2013 đến 2024 em bắt đầu mở. Là nói chung đây thì tầm 5 năm, năm nay thì sẽ là năm thứ 6. Nói chung về nguyên nhân mà mở đây thì em thì đi, được đi bên ngành sư phạm, đang yêu nghề mà đi xin việc lại không nói chung là chưa có xin được việc, rồi thành ra là để không muốn nó mai mọt cái kiến thức mình nên là em là gặp được cái dòng tư bác ái là họ đề xuất với em là hai người mở ra một cái lớp này để giúp mấy em trong làng được bổ sung thêm về kiến thức sau khi mà tan học tại trường, để tránh tình trạng là mấy em lưng lóng mà chơi không có cái sự ôn bài cũ. Lớp học diễn ra từ 17 đến 19 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần với các môn toán, tiếng Việt và tiếng Anh. Bên cạnh đó, vợ chồng anh A Câm còn dạy các em về lối sống. Trong môn người, thầy chỉ dạy cho con môn toán, môn tiếng Việt, giúp con tiếp thu được nhiều hơn và đến trường được cô khen giỏi. Ban đầu chỉ có vài em biết đến lớp học. Qua một thời gian, hàng chục em khác cũng đến học để bổ sung kiến thức. Bàn ghế ở khoảng sân nhỏ trước nhà anh A Câm luôn chật kín học trò. Đã giảng dạy hiện giờ tính trong vòng 5 năm thì nó phải hơn 300 người, 300 em. 300 em rồi cái thành tích của các em thì được làm sáng tỏ trong kết quả của học tập của em. Sau khi mà được tham gia các cuộc họp phụ huynh thì em có tham gia, thì em có sự nhận xét của các giáo viên ở tại các lớp. Họ có đề cập đến là mấy em mà tham gia học tại cái điểm học tại chỗ này thì cái năng lực của mấy em nó khá hơn số mấy em mà không được kèm cặp tại cái lớp này. Con mong thầy cô dạy con nhiều năm nữa để con có kiến thức để lên trường. Các bộ trẻ với lại cũng có là trình độ, năng lực, đồng chí cũng rất là nhiệt tình tham gia cùng với bà con ở trong thôn đó. Tất cả các hoạt động trong thôn tổ chức là đồng chí đều tham gia đầy đủ, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của đảng. Đồng chí cũng rất là nhiệt huyết trong cái việc mà hỗ trợ các em nhỏ, dạy các em học tiếng Anh á. Ngoài cái giờ học ở trường, ở lớp thì buổi chiều thì đồng chí dạy kèm cho các cháu. Và ở đây là dạy kèm là không có tiền, kinh phí không đồng. Đấy. Mặc dù vừa phải lo mưu sinh, vừa dạy thêm cho các em trong làng, nên mỗi ngày trôi qua của đôi vợ chồng này khá vất vả. Nhưng với kết quả học tập của các bạn nhỏ được nâng cao mỗi ngày, là sự động viên khích lệ để đôi vợ chồng trẻ duy trì lớp học vững vàng hơn.